Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Big Bet dự đoán cùng Thể Thao Văn Hóa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhà báo bình luận viên Anh Ngọc đến với trận đấu giữa Real Madrid và Girona. Thưa nhà báo Anh Ngọc, thì những danh hiệu mà Ronaldo cũng như là huấn luyện viên Zidane vừa giành được ở gala trao giải của FIFA sẽ là động lực để họ tạo nên một trận đấu đẹp mắt ở xứ Catalonia trước đội chủ nhà mới lên hạng Girona, phải không ạ? Chắc chắn là như thế rồi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là một cái động lực lớn nữa là cái khoảng cách giữa họ với cả Barcelona lúc này đang là 5 điểm. Cho nên là càng chiến thắng mãi thì nó sẽ giúp cho các cầu thủ Real Madrid tạo ra những áp lực lớn lên phía Barcelona, và họ chỉ chờ các cầu thủ Barcelona là mắc sai lầm trước cái sức ép của mình thôi. Thành ra là một chiến thắng trước các cầu thủ Girona thì tôi nghĩ nó không phụ thuộc vào cái việc là họ đoạt được danh hiệu nào trước đấy ở cái gala The Best của FIFA, mà cái áp lực ấy đến từ phía chính cầu thủ Real Madrid. Real Madrid cần phải vượt qua được giai đoạn khó khăn về phong độ của họ. Hiện tại thì họ đã bắt đầu phục hồi rồi. Và thứ hai là họ phải tạo lên áp lực lên các cầu thủ Barcelona, và tôi nghĩ rằng là ở cái trận đấu này thì họ sẽ làm được điều này. Real Madrid thì đang ở một cái đẳng cấp quá cao so với lại Girona, nhưng theo anh có phải là chiến thắng bất ngờ của đội bóng này trước Deportivo nên sẽ khiến cái tỷ lệ chấp của Real Madrid chỉ là 1/3/4, phải không ạ? 1/3/4 tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý chứ. Là mặc dù là sâu, đá trên sân của Girona là hơi sâu, nhưng mà nếu chúng ta phải nhìn theo cả cái gọi là phong độ ghi bàn của cầu thủ Real Madrid vào thời điểm này là không tốt. Số những trận đấu mà họ ghi được trên 3 bàn ở mùa giải này là được đếm trên đầu ngón tay, còn lại là những trận thắng rất là chật vật. Girona thì đã làm được một cái điều mà chưa đội bóng nào ở La Liga làm được, đấy là họ gặp trước khi gặp Real Madrid thì họ gặp hai đội bóng khác của thành phố Madrid, đấy là Leganes và Atlético Madrid, và đều cầm hòa. Trong đó có trận hòa 2-2 với Atlético Madrid ngay ở vòng đấu đầu tiên của mùa giải. Thành ra là nếu mà Real Madrid mà chấp như thế này thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ lấy Girona cho nó an toàn. Dù mới chỉ ghi được 1 bàn ở La Liga cho đến thời điểm hiện tại, nhưng mà Ronaldo thì vừa được giành được cái danh hiệu cầu thủ xuất sắc năm của FIFA sẽ khiến cho anh ta sẽ thi đấu bùng nổ hơn thường lệ, và đội bóng Hoàng gia cũng sẽ chơi như vậy. Nên theo anh đây có phải lý do khiến Real Madrid chấp Girona là 3/1/2 không ạ? Quá nhiều, tôi nghĩ rằng là quá nhiều, kể cả Ronaldo lúc này đang rất thèm khát những bàn thắng, kể cả việc Real Madrid đang cố gắng để mà thoát ra khỏi một cái cuộc khủng hoảng mini ở đầu mùa giải như thế nào, thì vấn đề của họ vẫn là vấn đề về việc kiến tạo ra những cơ hội và ghi bàn. Các con số thống kê cho thấy rằng là kể từ đầu giải cho tới giờ thì tỷ lệ thành bàn sau những pha dứt điểm của Real Madrid là có 12% rồi, như là thấp nhất kể từ 7 năm nay, và họ trên thực tế thì họ là đội sút bóng nhiều nhất ở giải La Liga, nhưng số lượng những pha bóng thành bàn thì rất là ít. Cho nên là tôi không nghĩ rằng Real Madrid có thể thắng đậm được Girona, thắng chênh lệch 2 bàn thì có thể, nhưng mà cao hơn thì tôi không nghĩ đến chuyện đó. Cảm ơn những dự đoán của nhà báo bình luận viên Anh Ngọc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những trận cầu tiếp theo.